Chào cả nhà, hôm nay mình giới thiệu với cả nhà sản phẩm bộ báo động mất điện và báo động khi có điện. Đây trên tay tôi là sản phẩm đây. Sản phẩm có cả đèn báo nhé. Rồi tôi test cho mọi người xem. Chúng ta cắm thiết bị vào ổ điện. Chúng ta bật công tắc, bật nút on đi này. Ở trên này có nút on ở. Chúng ta bật nút on lên. Thì đèn báo tín hiệu là nhận và phát ra tiếng kêu. Đây giả sử bây giờ chúng ta ngắt cầu dao, coi như là cúp điện. Là cúp điện này. Đấy, khi cúp điện chúng ta phát hiện ra là mất điện thì chúng ta ra thiết bị, chúng ta cho thiết bị về nút on, về nút off. Tiếp đấy chúng ta cho thiết bị về nút on. Bây giờ đèn báo lại nhận này. Giả sử bây giờ chúng ta là đã có điện. Có điện, chúng ta có điện. Đấy, có điện thì thiết bị lại kêu để báo động là đã có điện. Và chúng ta ra, chúng ta tiếp tục nằm lại, chúng ta lại bật về nút off. Tiếp theo chúng ta lại bật về nút on. Để khi nào mất điện, thiết bị lại tiếp tục báo động.